Ông Ba Thới nó là một cù lao sụp trước làm đầu, Mã Long ứng ngữ ra hầu quan thiên mà. Sau này các cù lao mà không biết cái cù lao nào sụp đầu nó nghe, chưa biết là vậy đó. À, thì vậy bây giờ con Long đó là nói về sự đó, bây giờ nói về lý nè. Nói về lý trong Pháp Bảo Đàng Đức Lục Tổ nói về vấn đề cái con nghiệt Long là chỉ trong tâm của mình là. Hiện nay trong tâm mình nó có ba cái điều là tham sân si đó. Là cái tánh nóng giận của con người đó là con nghiệt Long nó có bắt hả chứ. Cái nghiệt Long đó. Bởi vì hiện nay nó ở trong Pháp Bảo Đàng Đức Lục Tổ nói đó. Lòng nhân ngã là núi tu di, lòng tà dạ là nước biển, lòng phiền não là sóng trào, lòng trần lao là cá trạnh, lòng độc hại là rồng dữ, lòng giả dối là quỷ thần, lòng tham sân là địa ngục, lòng mê si là súc sanh. Vậy thì giờ nay cái lòng hung dữ của con người đó là rồng dữ, đó là ám chỉ cho bên trong của mình đây. Lũ tam bành trong bụng còn đau, lòng lục đặt ta mau sớm giết. Giờ đây chúng ta phải dùng cái gươm trí đó, mài gươm trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không. Giờ đây chúng ta muốn diệt được cái lũ tam bành thì phải nhờ cái sự sức cái gươm trí huệ. Diệt lũ tam bành dụng sức ta, quê gươm trí huệ giết loài ma. Xưa còn vọng tưởng muôn điều quấy, nay tỉnh ngộ rồi Phật chẳng xa. Cho nên thầy nó kiếm huệ dứt xong rồi quả báo, lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Rồi, cảm ơn huynh Mười đã diễn giải cái đề tài vừa qua. Thôi bây giờ thêm một cái đề tài của đồng đạo mình đưa lên là đồng đạo này Tư Thành đưa lên hai câu cho huynh Mười diễn giải, cho giám chủ cũng như đồng đạo mình ở đây nghe chung. Đồng đạo mình viết là thâu cho được con Long ác nghiệt. Đâu phải. Thâu cho được con Long ác nghiệt thì khắp nơi mới biết mới yêu. Như vậy là con Long ác nghiệt là con nào, ở đâu? Nó nằm ở chỗ nào mà thâu nó, bắt nó làm cái dùng cái biện pháp nào mà để thâu nó đây? Dây cói nó hay sao? Nghe không? Thôi mời ủng hộ cho nào phó tay cái đề tài này đi quý vị. Con Long ác nghiệt này nó cũng bự lắm mà nghe. Dạ mời anh. Chúng tôi cũng làm gãy gọn quá, thành ra giờ được đề này lên là 4 rồi ha. Dạ, đề 4 rồi. Thưa chúng cô bác anh chị em, giờ đây thì có đồng đạo mình không có nói tên ha, có là lạ xã Phú Thọ thì có tham dự nơi đây. Nêu lên 4 câu là thâu cho được con Long ác nghiệt thì khắp nơi mới biết mến yêu. Rồi có 2 câu hả? Dạ 2 câu. Dạ dạ, thôi 2 câu tôi trình bày 2 câu à. Dạ. Vậy thì bây giờ hai câu này ở đâu? Thần xuất xứ của các bài này có phải nằm trong bài Sa Đéc của Đức Thầy viết vào ngày rằm tháng 4 năm Canh Thìn 1940, gồm có 172 câu à, mà đồng đạo nêu ra có 2 câu là thâu chịu được con Long ác nghiệt thì khắp nơi mới bước bến yêu. Thôi bây giờ chúng tôi trở lại coi hiện nay cô bác anh chị em nào có nghe đọc rồi ở đây không, tại vì cái số bà con mình nêu lên đặng cho chúng tôi có cái câu chuyện mà trao đổi cùng với bà con thôi, chứ giáo lý viên thuyết trình viên người ta trình bày mấy cái đề tài này hết rồi thì chúng tôi sao cùng mà muốn dò dẫm vậy thôi. Mà bây giờ con Long ác nghiệt có nhiều chỗ lắm à, nhiều chỗ Đức Thầy viết nè: khùng dân lệnh Tây Phương thọ ký, dình nghiệt Long đặng cứu dân trần. Hôm nay nó có chữ dình nghiệt Long, dình là giữ đó, giữ con nghiệt Long. Nhưng mà bây giờ ở đây thầy dùng cái danh từ ở trong bài Sa Đéc là thâu cho được con Long ác nghiệt. Bây giờ ở đây cái chữ tích này nó có 2 điều, một là lý, cái lý con nghiệt Long, và cái thứ hai là sự nghiệt Long. Bây giờ tôi trình bày cái chữ sự trước đi. Nếu như mà bà con có coi trong cái điển tích của Phật Thầy Thế An thì cái thời xưa đó sở dĩ xuất hiện có cái con mà Long ác nghiệt này là ám chỉ cho ông Năm Chèo ở tại cái Dàm Nao đó, thì nó có cái chữ tích. Ngày xưa khi Phật Thầy Thế An còn trở về nơi trại ruộng Phước Điền Tử đó để rồi mở ruộng khai quang, thì lúc đó một bữa trưa nọ đó thầy kêu ông Đình Tây, thế này nè, bữa nay đó tôi mượn ông đi qua bên phía nam này nè, ở phía nam này thầy không nói ở đâu, ở trong một khu rừng đó tại phía nam. Ông làm được cái chuyện này đó là cái chuyện phước đức lớn lắm à. Thì ông Đình Tây nghe nói vậy cũng chuẩn bị ra đi, nhưng không hỏi đi về đâu rồi bao nhiêu thời gian thì ông Đình Tây không hỏi. Ông chỉ đem nước cơm rồi theo để mà ăn thôi. Nhưng mà sau khi đi vào cái phía nam đó thì gặp một cái túp liều tranh, có nghe tiếng người rên ở trong cái túp liều tranh đó là cái người đàn bà mang chữa sắp chuyển bụng xanh mà trái lại cái người chồng đi vắng. Thì trái lại cái người bây giờ cái người đó là vợ của Tinh Sinh,
Một cái tên thợ săn ở trong một khu rừng sống trong cuộc đời săn bắn mà sống mà thôi cô bác anh chị em à. Khi ông đi săn bắn rồi vợ ở nhà mang bụng đã gần đến cái ngày khai qua nở nhị mà không có chồng ở nhà. Cho nên người vợ ôm bụng đau bụng nó rên la. Thì ông định tay ghé vào để hỏi thăm vậy chẳng hay ở đây đó là gần đây có mụ gần đây không. Thì ông lập giường nói cho nó lẹ, lập giường rồi rước mụ trở về cho lẹ đi. Khi vợ của Thiên Trinh đã được sinh sản xong rồi. Thì bỗng nhiên cái Thiên Trinh đi săn trở về, trời đã xế chiều trở về. Thì trong cái vỏ hoa lam có một cái con sấu nó như vậy thì màu trắng mà có lỗ mũi đỏ. Mà nó đẹp lắm. Cho nên lúc đó ông Đình Tây cũng ngỏ ý thấy con sấu nó đẹp mới hỏi để mà mua về để mà nuôi chơi. Thì lúc bây giờ Thiên Trinh nghe vợ học lại, té ra cái người mà giúp cho vợ mình được sanh đẻ tròn vuông đây là ông Đình Tây. Chẳng những như vậy, hôm nay muốn đền đáp ông không gì hơn thôi, tôi không bán cái con thỏ nó, có con sấu này mà tặng cho ông, vì ông là người ân đã giúp cho vợ tôi được mẹ tròn con vuông. Nói cho nó lại là khi được có con sấu rồi đó, ông mới trở về, ông mới trình với Đức Phật Thầy Thế An, ông không có giấu đi, ông trình bạch thầy con làm được cái việc của Đức Thầy đó là cái người đàn bà sanh sản xong rồi, vợ người chồng đã đi săn bắn, khi trở về có cái con sấu này đẹp quá thầy ơi, con được cái người kia tặng cho con một con sấu đem về để nuôi. Chẳng nhận được Đức Thầy khen mà thầy lại Phật Thầy Thế An quở, thầy nói nè, cái con sấu này nhà ngươi phải giết nó đi. Nó sau này nó sẽ gây lý sự lớn lao cho thế giới Nam Châu và đất nước Việt Nam mình. Không ít. Như vậy thì té ra được Đức Phật Thầy Thế An quở mà còn biểu đem giết cái con sấu đi. Nhưng mà ông vì cái tình thương con sấu nó còn nhỏ thế cũng dễ thương quá mà đem giết không nỡ lòng. Nên vì lẽ mà lén Phật Thầy Thế An nuôi cho đến 3 năm trường đó, cô bác. Lén nuôi ở phía sau hồ sen đó là 3 năm trường. Một hôm cho con sấu nó lớn một cách lạ lùng lắm. Nó lớn bằng như là cái con mò ngé mà nhỏ vậy, nó lớn mau vậy đó. 3 năm trường vậy đó. Một hôm tự nhiên nó bẻ xiềng nó trốn ra khỏi cái hồ đó, nó đi mất đi. Thì sau khi xuống dưới cái nhà láng ở dưới nó bắt đầu ban đêm nó trườn ra nó ăn gà vịt với heo người ta, nó ăn sống vậy đó, nó nuốt tươi vậy đó. Thì lúc đó số bà con thấy cái con sấu mà nó lớn như con bò vậy mà nó ăn uống con vật của mình vậy đó. Từ đó họ mới là tá họa lên. Họ cho Đức Phật Thầy Tây An hay thì lúc bây giờ Đức Thầy mới cho ông năm ông Đình Tây đó. Ông không giấu được, ông mới trình bày thầy rồi thì thầy nói thôi. Chẳng qua cái số con sấu nó không thể là con sấu thường. Đó là con sấu thần. Dầu ta có biểu nhà ngươi giết, nhà ngươi cũng không thể giết nó được. Thôi bây giờ ta cho nhà ngươi bốn cái bữa bối này khi đi xuống dưới nhà láng dưới để mà thâu cái con sấu đó. Một là cái lưỡi câu, lưỡi mung, rồi cái sợi dây ngũ sắc đó, rồi nghĩa là cái sợi dây ngũ sắc và một món nữa. Như vậy thì sau khi ông đi xuống dưới đó ở nhà láng đó thì cái con sấu nó nghe tin ông Đình Tây tới thì nó trốn nó lặn đi. Đến cái là ông chờ đợi cái đêm thứ ba đó, rồi ông sẽ nói lên lớn lên rằng này sấu kia, nếu sấu nhà ngươi không chết thì nhà ngươi cứ lặn ở dưới cái dòng sông đó chờ đến cái thời cơ. Nhưng mà sấu nhà ngươi đã chết thì hãy nổi lên để cho ta bắt đem về để trị tội. Thì như vậy là lặng lẽ một dòng sông mãi cho đến ngày nay của bác chứ con sấu không hề nổi lên lần nào cả. Từ đó mình mới biết được là sấu này không phải sấu thường, đó là sấu thần. Cho nên Đức Thầy dùng cái danh từ rõ ràng là thâu chịu được con long mát nghiệp mà ngày giờ nào thầy trở về. Như cái sứ mệnh đó là trở về đây nó để là thâu ông Năm Chèo, tức là con sấu nghĩa là của ông Đình Tây ngày xưa. Thì giờ đây mình mới thấy được thầy dùng cái danh từ này để nói đó là nói cái sự tiên tri về sau mà không phải về tích hiện nay đâu. Mà cái thời xưa cũng vậy đó, ở thời xưa có cái tại cái hang Thất Tuyệt đó. Thì ông Ma Ca Diếp mà lúc mà thời gian mà ông đã chưa có quy y với Đức Phật đó, ông là một trưởng giả. Thì tại hang Thất Tuyệt đó có con rồng dữ lắm nè, cũng là Nghiệt Long đó. Con rồng này rồng dữ, mà ban đêm nó hiện lên đó, nó quá phép nó hiện lên rồi nó giết người ta, nó ăn đến nỗi cái hang đó mà xương nó chất bằng thành gần bằng thành núi vậy đó. Bỏ không Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đến đó xin với cái ông Ma Ca Diếp ở tại cái hang đó tá ngụ một đêm. Thì ông Ca Diếp đó, ông ấy nói không à, bây giờ ông cũng muốn nghỉ thì cho ông nghỉ trong nhà tôi, chứ còn nghỉ cái hang đó là con rồng dữ đó nó hiện ra rồi nó ăn thịt ông, mà đừng sao nói sao tôi không nói trước. Nhưng mà Đức Phật nói với ông Ca Diếp là tôi được phép nghỉ tại cái hang này. Thì lúc đó trong ban đêm đó là ông mới nghỉ tại hang đi. Đức Phật ngồi tại hang, bỗng nhiên con rồng nó hiện nguyên hình.
tới nơi để rồi nó quá phép quá lửa để mà nó hại Đức Phật, nhưng mà không ngờ Đức Phật thâu nó vào trong bình bát. Sáng ngày đó thì ông Ca Diếp đó, ông thấy ban đêm lửa dậy tưng bừng, tiếng la ông in ỏi, thì ông nói vậy là ông Cồ Đàm tới số rồi. Ông cãi lời tôi mà ông ở trong cái hang đó, chắc đêm nay ông đã chết rồi. Nhưng mà không ngờ sáng ngày đó Đức Phật đến nơi từ tạ ông Ca Diếp để ra đi, đã nói rằng con rồng kia ông đã thâu vào trong cái bình bát rồi. Thì quý vị biết không phải chuyện con Nghiệt Long mà thời xưa đâu, mà luôn bây giờ con Nghiệt Long thời này. Thời xưa Đức Phật thâu con Nghiệt Long tại hang Thất Tuyệt, thì ngày nay Đức Thầy lại thâu con Nghiệt Long đó là tại Dạng Nao, tức là hiện nay. Cho nên Thầy nói cái đoạn văn trong Bà Sa Đéc là thâu cho được con Long Ác Nghiệt, thì khắp nơi mới biết mến yêu, là sau này có con sống năm chèo nó nổi lên đó cô bác anh chị em biết không, là các cái cù lao sụp hết trơn. Cho nên từ đó hôm nay các cái cù lao bây giờ ở vậy đó, nhưng mà chưa nói cái cù lao nào, ông Ba Thới nó là một cù lao sụp trước làm đầu, Mã Long ứng ngữ ra hầu quan thiên, mà sau này các cù lao mà không biết cái cù lao nào sụp đầu nó nghe, chưa biết là vậy đó. À, thì vậy bây giờ con Long á, đó là nói về sự đó, bây giờ nói về lý nè. Nói về lý trong Pháp Bảo Đàng Đức Lục Tổ nói về vấn đề cái con Nghiệt Long là chỉ trong tâm của mình này, là hiện nay trong tâm mình nó có ba cái điều là tham sân si đó, là cái tánh nóng giận của con người đó là con Nghiệt Long nó của bác anh chứ, cái Nghiệt Long đó. Bởi vì hiện nay nó ở trong Pháp Bảo Đàng Đức Lục Tổ nói đó, lòng nhân ngã là núi tu di, lòng tà dại là nước biển, lòng phiền não là sóng trào, lòng trần lao là cá trạnh, lòng độc hại là rồng dữ, lòng giả dối là quỷ thần, lòng tham sân là địa ngục, lòng mê si là súc sanh. Đồng ý ha, cho anh Trào phá tay bây giờ vậy. Vậy thì giờ nay cái lòng hung dữ của con người đó là rồng dữ, đó là ám chỉ cho bên trong của mình đây. Lũ tam bành trong bụng còn đau, lòng lục đặt ta mau sớm giết. Giờ đây chúng ta phải dùng cái gươm trí đó, mài gươm trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không. Giờ đây chúng ta muốn diệt được cái lũ tam bành thì phải nhờ cái sự sức cái gươm trí huệ. Diệt lũ tam bành dụng sức ta, quơi gươm trí huệ giết loài ma. Xưa còn vọng tưởng muôn điều quấy, nay tỉnh ngộ rồi Phật chẳng xa. Cho nên Thầy nó kiếm huệ dứt xong rồi quả báo, lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Vậy thì giờ đây chúng ta thấy được, hôm nay Đức Thầy dùng cái danh từ thâu cho được con Long Mát Nghiệt, ám chỉ cho cái lòng hung dữ con người đã hết đi rồi thì chúng ta mới có một cái tình thương. Còn lòng hung dữ chúng ta mà còn ở trong tâm hoài thì chúng ta không có cái tình thương chi cả, phải không? Cho nên là muốn bổn đạo tánh tình chân chất, rèn lòng hiền thương xót lẫn nhau, chúng ta giữ được cái lòng hiền, diệt được cái lòng hung dữ bên kia, thì chúng ta là mới có thể trở thành một con người hiền nhân sau này. Việc hung dữ hãy nên xa lánh, treo gương hiền trao sữa làm người, tức là lấy cái gương hiền của thời xưa chúng ta lấy đó làm cái gương mẫu. Thì thưa quý vị, vậy thì hôm nay thôi chưa được con Long Mát Nghiệt thì khắp nơi mới biết mến yêu, chúng tôi lấy qua xử lý hai điều đó để trình bày qua vấn đề câu giảng của Đức Thầy. Và đến đây xin hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi cũng cảm ơn huynh Mười đã diễn giải cái đề tài gì. Giơ tay cao quá hả? Lên hỏi hả? Ừ, mời lên đi. Cũng diễn giải cái đề tài của đồng đạo mình mới đưa qua thì cho qua rồi. Thôi mà thời gian bữa nay cũng ủng hộ cho cái nhà của cô Út nguyên quý vị. Hội trường cũng mát mẻ. Rồi bên ngoài bà con mình cũng lắng tâm để nghe. Rồi mời chị giới thiệu mình luôn đi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày trước thì tôi là cô giáo dạy ở cái trường cấp 2 Phú Thành. Rồi mười mấy năm nay thì tôi về trên thành phố Hồng Ngự. Rồi có nhân viên là đồng đạo Ba Thăng á, cho hay bữa nay là có thuyết giảng, có anh Mười Loan thuyết giảng ở đây. Thì nào giờ chưa biết mặt anh Mười Loan, chỉ nghe tiếng. Thành ra hôm nay á, có nhân viên tới gặp. Thì cũng xin kính chào tất cả các đồng đạo. Sau nữa là cảm ơn gia đình đã có tổ chức như vậy thì tụi tôi mới có nhân viên tới đây để nghe được anh Mười thuyết giảng. Thì tôi có một cái câu hỏi nhờ anh Mười giải ra để cho tất cả anh em chúng ta cùng nắm. Là thầy nói là tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Như vậy thì cái thời mạt pháp của chúng ta, thầy nói về sự và lý này nó có mâu thuẫn hay không? Và chúng ta sửa cái gì và chúng ta được mau đạt cái gì? Xin hết. Ủng hộ cho cô giáo ở Hồng Ngự, đàn móc tay đi quý vị. Cô đưa lên hai câu: tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Bây giờ không có lại mà quỳ không đi, ra quỳ hoài đi cũng tốt nữa, khỏi lại.
Thôi vậy nói vậy chứ để mời ông Mười lên đây diễn giải cho giám chủ nè nghe. À, thành thật cảm ơn nghe và mời anh. Chị thưa cô bác anh chị em, giờ đây thì chúng tôi được có cái nhân viên gặp cái cô giáo, cựu cô giáo của ở trường cấp 1. Có lẽ ở đâu chúng tôi quên, ở xã nào? Hồng Ngữ, dạ dạ. Dạ dạ. Giờ đây thì có mặt tại đây, có lẽ là cái số cô bác anh chị em mình có coi trong YouTube và cũng như có nghe một vài số đồng đạo gì đó. À, có thuộc lại là ông Mười Loan này kia đó, thành ra mới đến đây cùng gặp lại trong cái sự nhân duyên. Thì hiện nay đồng đạo được lên đây liên tục theo chương trình ghi dấn thì cũng đưa lên hai cái câu là tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau trí hiền tâm đức chùi lao, ra công lọc kỹ thì thao ra vàng. Là cô bác anh cho em biết thì Đức Thầy viết lúc nào có khúc mở rồi lúc kết, nghĩa là thân đề rồi kết luận đề đều có hết, mở đề đều có hết. Thì đôi khi có đôi khi 4 câu, 6 câu, 8 câu tùy theo cái mệnh đề của mỗi đề. Thì giờ đây chúng tôi đọc qua một nguyên văn của Đức Thầy rồi đó. Bây giờ xuất xứ của cái bài này ở đâu? Có phải nằm trong quyển 3 của Đức Thầy viết vào lối tháng 9 1939 tại Hòa Hảo, gồm có 612 câu à. Đồng đạo nêu ra có hai câu là tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Thôi bây giờ chúng tôi tùy theo mệnh đề của hai câu đó, chúng tôi giải theo cái ý của chúng tôi hòa cùng cái biết của cô bác anh chị em để mà trao đổi thôi à. Rồi thưa quý vị, bây giờ nếu đọc qua tắt qua vấn đề cái chỗ tu không cần lại cần vì, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau, cái này có cái số bà con của đồng đạo mình ta thích cái câu này lắm. Mấy cái ông mà ít có chịu cúng lại nó, mấy ông nghe cái câu này mấy ông chịu liền à. Đúng đó. Nếu thầy đưa ra vấn đề không có công phu mà ngồi đâu cũng sửa nó dễ quá. Nhưng mà không ngờ cô bác anh chị em mà ông Phật mà Đức Phật đưa ra cái nào mà thấy dễ, nhưng mà trong cái dễ nó là khó, là khó làm, trong không phải dễ đâu. Đó cô bác anh chị em biết thì hiện nay đó, ở trong pháp bảo đàn của Đức Lục Tổ Huệ Năng, nếu chúng ta đọc tắt như vậy mà coi lại trong pháp đàn, thầy rút trong 12 bộ kinh mà. Ngài đã rút trong các lục các kinh, tùy lòng không ép làm in giảng này. Tháp cao các bậc chớ chày, kẻ ngu người trí đi nghe thầy dạy khuyên. Thầy rút 12 bộ kinh trong quyển thi văn sưu tập toàn bộ này nè. Một khế kinh, hai trùng tụng nè. Ba già đà, bốn tử thiết, năm vị tầng hữu, sáu bản sanh, bảy bản sự, tám hy hữu, chín thi dụ, mười lượng nghĩa, 11 nhân duyên, 12 là cốt tỷ kinh hay bát gia kinh. 12 bộ kinh ngài rút vào đấy mà. Rồi trong 10 tông cũng vậy đó. Vừa rồi chúng tôi trình bày đó, tôi xá tông, thành thật tông, Quan Nghiêm tông, Pháp tướng tông, Tam lượng tông, Chân ngôn tông, Thiên tha tông, Lực tông, Thiền tông, Tịnh độ tông, 10 tông của Đức Phật cũng ghi vào ở trong cái quyển thi văn sưu tập này mà. Gồm có Tán giáo, Tám giáo, gồm có Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo, Duyên giáo, Đốn giáo, rồi Tiệm giáo, Bất định giáo và Bí mật giáo, gồm có 8 giáo cũng nằm trong này mà. Dạ. Cho nên bà con mình coi khe sơ qua trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo mà chúng ta đánh giá trị đó một cách thông thường lầm rồi, chúng ta lầm rồi. Tôi thường đi đó đây đó, trình bày cho cô bác anh chị em à. Hãy hiểu thế sâu thì thế sâu, mà hiểu cạn là thế cạn. Đạo đức tầm sâu, sâu chẳng cạn. Hay ai thế tầm sâu thì thế sâu, mà ai tầm cạn là thế cạn. Cho nên tôi thường nói hoài đó. Tôi nói có cô bác anh chị em đọc, có nghe cái cô đọc giảng viên ta đọc cái câu là ta khùng điên nói đại nói càng, chẳng có sợ ai rầy ai mắng. Cái mình nghe cái cô đọc giảng viên ta đọc vậy, tôi nói chắc lúc đó thầy còn bệnh cho nên thầy muốn nói sao thầy nói. Nhưng mà không phải vậy đâu à. Thầy dùng cái từ ngữ đó rành á, chúng ta tra cứu lại trong từ ngữ coi. Thầy ta khùng điên nói đại nói càng. Cái chữ đại là lớn, mà chữ càng là một trong bát quái càng khôn đó. Chữ càng là trời, chứ khôn là đất. Tức là thầy nói cái chuyện lớn lao trong trời đất đó. Đồng ý cho anh Trào pháo tay coi. Chứ đâu phải mình đọc vậy, đọc xuông qua cái từ ngữ cái mình nói. Thầy nói hồi lúc đó chắc thầy đau, thầy bệnh đó. Cho nên thầy muốn nói gì thì nói, không phải đâu. Thầy nói nó là thầy nói việc lớn lao trong trời đất đó. Thôi bây giờ trở lại đi. Giờ đây trở lại cái cô giáo đã hỏi cái câu là tu không hoặc là cần gì. Ở đây cô bác anh chị em biết đó, thầy rút trong bộ kinh Pháp Bảo Đàn Đức Lục Tổ khi xưa nói nó lòng bình đẳng không cần giữ giới, còn làm việc ngay đó há đợi tu thiền. Cái làm cái việc mà cái lòng mình được bình đẳng rồi, cái giới luật khỏi cần giữ. Nhưng ngặt con cái là mình chưa có bình đẳng, chưa bình đẳng thì cần phải giữ giới luật, phải cô bác anh chị em. Cho nên cái câu này
chúng tôi muốn trả lời chúng nó là với dân chủ đó. Thầy dùng cái câu này ở trong kinh Pháp Bảo Đàn của Đức Lục Tổ, nghĩa là tôi không cần lại cần quỳ cái người không có lại quỳ đó, tức là họ sửa bằng tư tưởng của họ, ngồi đâu cũng sửa. Vậy thì mới mau cái câu thứ hai là đáp lại cái câu thứ nhất. Sửa là gì? Sửa là sửa cái tư tưởng. Bây giờ chúng tôi xin trở lại cái mẫu chuyện tư tưởng đó, cô bác anh chị em biết nè. Ngày xưa khi vua Ma Tư Nặc đi săn vào trong một khu rừng, ở đây có số cô bác anh chị em nghe tôi kể rồi đó, thì mời quý vị mặc duyên nghe, còn có số bà con chưa nghe thì làm ơn là mang cho chúng tôi kể dựa vào cái mẫu chuyện cho nó xác đề. Thì sau khi đến cái ngã ba đường đó thì ông Ba Tư Nặc vì mê cái mang cái con thỏ đi săn bắn đi, cho nên lạc khi trở về Trường An đó là đến cái ngã ba đường ông đã tọa lạc vào trong một khu rừng. Càng đi sâu chừng nào ông lại lạc sâu chừng nấy nữa. Trời đã xế chiều rồi mà chưa đến kinh đô, cho nên từ đó ông mới lạc vào trong khu rừng, gặp một gã hung thần lông lá sồm sàm, nghĩa là nanh giúp dễ dùng. Cho nên lúc đó ông gã hung thần gặp với nào là Đức Phật đang ở, Đức Vua đang cởi có con ngựa tới rồi, thì ông cười một tiếng cười lanh lảnh: hay lắm thay, phải lắm thay, hôm nay bụng ta nói chân ta rung mà gặp lại thịt đem đến nạp mạng cho ta. Nói xong rồi thì gã hung thần liền đưa 10 cái móng tay nanh rút ra để mà xé xác Đức Vua để ăn thịt. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ Đức Vua thất thế rồi, ông nghĩ rằng giờ đây nó lọt vào trong một khu rừng gặp cả hung thần vậy thì con không có cách nào hơn, nên ông liền tụt xuống ngựa của bác anh em chắp tay: thưa ngài, nếu ngài quả là một vị thần linh ở nơi khu rừng này đó thì xin ngài hãy tha mạng sống cho tôi. Nếu ngài ăn là chỉ ăn một mình tôi thôi à, trong một ngày nay à, nếu ngài tha được mạng sống tôi được trở về kinh đô thì ngày nào ngài cũng đều có thịt ăn cả. Thì chừng đó cái gã hung thần mới té ra: ngươi là người làm vua tại đất nước việt này, thôi nếu thiệt là ngươi là người vua tại đất nước này thì ta tha cho những ngươi trở về kinh đô, nhưng nhà ngươi nhớ rằng ngày nào nhà ngươi cũng phải y theo lời hứa nạp mạng cho ta một người, bằng không thì ta đằng dân trở về thành đó để mà bắt nhà ngươi và hoàng hậu giết trước. Thì thưa quý vị, trong lúc bây giờ Đức Vua liền tạ ơn ra về, trở về rồi đó là Đức Vua ôm một mối âu sầu buồn thảm. Mình đã hứa với cả hung thần mà không làm cho được, cho nên từ đó nó Đức Vua bắt một người tử tội ngày mai ra đây để mà chém đầu đó. Thì ông mới làm mượn cái người đó đem cái trái cây hoa quả đến dâng cho một gã hung thần: vì hôm qua trẫm đã tọa lạc trong một khu rừng, vì lời giái nhà ngươi phải mang thay mặt cho trẫm đấy để mang một cái lễ vật này đến để cúng cho một giả thần ở nơi cái khu rừng kia, thì ta tha mạng sống cho nhà ngươi. Thì cái người mà tử tội này rất vui mừng, mình đã mang cái lễ vật đến đó mà mình đã khỏi được cái tội chém đầu. Nhưng mà cô bác anh chị em à, cái người nào đi là cái người đó không trở về, nghĩa là đi đến đó rồi nạp mạng cho cả hung thần đều giết ăn thịt hết trơn, không một người nào trở về cả. Thì sau khi hết cái tội nặng đến tội nhẹ, hết tội nhẹ rồi bắt ra tới dân gian, từ đó người dân chúng bắt đầu mà họ mới là đồn loan biết được cái tin gã hung thần, kẻ thì bồng con dắt vợ sang qua nước khác để mà trốn tị nạn cái gã hung thần. Thì Đức Vua thấy dân chúng ồn ồn đi mà tản lạc để mà đi di tản qua đất nước khác đó, thì Đức Vua không cầm lòng được, liền lên trên mặt thành mới là quỳ xuống quay về cái kỳ xà hoàng là nơi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đạo đó, bà lại gian giái ngài: thưa ngài, hiện nay con nó mang một cái nặng gã hung thần rất lớn, nếu Đức Phật mà quả có lòng từ bi vô lượng, xin ngài hãy dùng thần thông đến để cứu con một thở. Thì thưa quý vị, trong lúc bây giờ Đức Phật vì cái lòng thành của vua Ma Tư Nặc nên liền hiện thần thông vào ở trong cái miếu của một gã hung thần kia mà ngồi trong đó. Thì thưa quý vị, nói cho nó lẹ, lúc bây giờ gã hung thần ngày nay không có thịt nào đem để nạp mạng cả, liền hét gian dậy trong khu rừng: hay cho vị vua, giờ này gạt ta đã xế chiều rồi, giờ này không có đem một người nào đến nạp mạng cho ta, ta sẽ đặng dân gì xé xác và giết cho những ngươi. Đang hét la lớn bên ngoài, dòm trở lại phía sau cái miếu thấy Đức Phật đang ngồi chém dậy trong cái miếu của mình. Thì ông liền cười lên, cười luôn tiếng cười đắc chí: à hay lắm thay à, té là ông Cù Đàm biết bụng ta đang đói nên đến đây nạp mạng thay thế cho Đức Vua chứ gì. Nói xong rồi ông liền đưa 10 cái ngón tay nanh vuốt xông vào trong miếu để xé xác Đức Phật. Nhưng mà thưa quý vị, trong lúc bây giờ cái hào quang của Đức Phật chi diệu, chiếu hào quang chi diệu vậy, thành là cái 10 ngón tay ông chỉ xông vào đụng vào trong cái hào quang thôi thì ông đã giật ra rồi. Lúc bây giờ ông mới hiện phép là quá lửa, quá nước, quá tên, từ ở trên một giọt mưa đều có một mũi tên xông vào để giết Phật. Nhưng mà các phép đó đều vô hiệu nghiệp. Lúc bây giờ sau khi hết phép rồi, vị thần hung thần liền chắp tay: thưa với ngài, con đã dùng hết thần lực mà không giết ngài được.
Bây giờ con có 5 cái câu hỏi xin hỏi ngài. Nếu như mà ngài đáp được đó thì con bỏ cái nghề ăn thịt này quy y theo ngài để mà tu hành. Bằng với ngài giải đáp không được thì xin ngài hãy đem sắc thân tứ đại của ngài cho tôi dùng một bữa vì hiện nay tôi đang đói. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ Đức Phật tán đồng ý kiến với gã hung thần, ta đồng ý với cái lời nói nhà ngươi. Nếu như là ta không có giải đáp được thì ta sẽ đem sắc thân tứ đại này cho nhà ngươi dùng một bữa. Bằng như ta giải đáp được thì y cứ nhà ngươi phải làm đệ tử của ta. Thì thưa quý vị, nói xong rồi thì gã hung thần đưa lên 5 câu đố hộ bác anh em à. Xin ngài biết coi chứ, đêm nào tối hơn hết, lửa nào nóng hơn hết, nước nào sâu hơn hết, gươm nào bén hơn hết, và cái gã ăn trộm nào tài nghề hơn hết. Rồi cho anh Đào phá tay quý vị. Thì bây giờ Đức Phật liền bình thản trả lời cho gã hung thần kia biết này gã kia. Cái bóng rập tối vô minh là đêm đó tối hơn hết, lửa sân nộ là lửa đó nóng hơn hết, cái bể tình ái là cái bể đó sâu hơn hết, cái gươm trí huệ là gươm đó bén hơn hết, còn cái tư tưởng tà dại là gã ăn trộm tài nghề hơn hết. Đồng ý không? Cho anh Đào phá tay đi. Thì thưa cô bác anh chị em, hiện nay cái người tu đó, Đức Thầy dùng cái câu là ngồi đâu cũng sửa, là sửa cái tư tưởng. Hiện nay cô bác anh chị em biết là mình mà tới đây để tham dự đây là do đâu, là do cái tâm và tư tưởng của con người mà có ta có mặt tại đây. Gia đình đã có mời thông báo trước đây 3 ngày hoặc là 7 ngày. Nhưng mà quý vị đã có chuẩn bị tư thế mà đi đến đây là do nó cái tâm đi trước, chứ không phải là do nó cái thân đi trước, tâm đã đi trước đây rồi. Thì giờ đây dặn pháp di tâm, dặn tâm di thức. Hiện nay cô bác anh chị em à, con người đầu tiên sửa cái sự tu tập mà cho đến mau thành tựu đạo quả là do nó cái sửa cái tư tưởng của con người đó. Nó khó sửa mà sửa bằng tư tưởng. Cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy nè, sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa những tư tưởng, tìm cách đánh đổ những tư tưởng xấu xa, đem thay vào những tư tưởng ôn hòa và đạo đức. Đó, cho nên từ đó hôm nay Đức Thầy dùng cái danh từ hai cái câu đúc kết là trí hiền tâm đức chùi lao, ra công lọc kỹ thì thao ra vàng, là ám chỉ cho cái thanh lọc của tư tưởng của con người. Nếu chúng ta dùng bằng trí tuệ để rồi suy nghĩ, suy xét những cái chánh cái tà thì chúng ta mới biết được, trong khi cái tâm chúng ta nó do nó cái luồng tư tưởng kia nó làm cho con người đã bị gây một bức màn vô minh tối tâm từ vô thủy tới nay là do đâu, là do nó cái tư tưởng. Cho nên vì lẽ mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật nói đó, nếu tư tưởng con người có bằng hình tướng thì ba cõi tam thiên đại thiên thế giới không sao chứa hết được. Cho nên cái tư tưởng nó không có cái hình tướng, ai muốn nghĩ thì sao cũng được. Nhưng không ngờ chúng ta nghĩ sằng bậy rồi đó, thì cái nghiệp quả chúng ta cho lôi cuốn gì đó. Cho nên từ đó Đức Thầy dạy con người muốn thành Phật thành tiên thì chúng ta cắt đứt những cái sự phiền não trần cấu của vô minh, những cái sự tư tưởng quấy đó chúng ta phải diệt hết. Đó, cho nên gìn giới cấm sửa tâm ô tạp, còn niệm Phật thì phải dẹp lòng tà. Như vậy là cái người niệm Phật phải dẹp lòng tà, còn cái người gìn giới cấm để sửa cái tâm ô tạp. Vậy thì giờ đây chúng ta thấy được, hiện nay đó là Đức Thầy nói tu không ngừng lại cần vì là phương pháp thiền đó à. Cô giáo ơi, đó là phương pháp thiền. Nghĩa là con người đó tự rèn luyện cho mình một cái tư tưởng, đặc biệt là ngồi đâu cũng sửa, chúng ta không bao giờ sai lầm. Nếu ngồi đâu mà chúng ta sửa được cái tư tưởng chân chính rồi đó thì chúng ta sẽ thành tựu đạo quả của bác anh chị em à. Đó là do nó cái luồng tư tưởng đó, cho nên vì lẽ mà chúng tôi mới nói qua vấn đề ngồi đâu cũng sửa là ám chỉ cho sửa bằng tư tưởng. Tư tưởng mới sanh ra hành động, cho nên hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Tức là có lòng không tướng, nhưng mà tướng từ lòng sanh. Có tướng không lòng, tướng theo lòng diệt. Ủa sao cái gì nè? Vậy thì giờ đây chúng tôi trình bày hai cái câu này. Ở đây đó là chẳng biết là cô có lãnh hội được không. Thật ra vậy thì giờ đây chúng ta muốn ngồi đâu cũng sửa là sửa bằng tư tưởng. Sửa bằng tư tưởng là cốt lõi của đạo Phật. Nếu con người mà trở về nội tâm mà biết sửa tu tâm, sửa tánh được như vậy đó hen, là rèn tâm cho được thẳng ngay, khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời. Rèn là rửa được cái tâm, là tâm cũng là tư tưởng, mà tư tưởng cũng là tâm. Vậy thì giờ đây chúng tôi trình bày hai cái câu này: trí hiền tâm đức chùi lao, ra công lộc kỹ thì thao ra vàng, là hai cái câu sau được đáp lại hai cái câu trước. Để giờ đây chúng ta muốn mà cắt đứt phi vô ninh, vô minh phiền não trần cấu thì chúng ta phải và rèn luyện cho chúng ta có một cái đức tánh sáng suốt. Cái sự sáng suốt bằng trí tuệ nó mà năm câu nguyện của Đức Quỳnh Giáo Chủ đưa ra cho hàng ngày tín đồ làm nét công phu hàng cái hàng bữa đó, là ngũ nguyện cầu Phật Tổ Phật Thầy từ bi xá tội đệ tử tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh dày đắc đạo quả. Đồng ý không? Cho anh Đào phá tay. Vậy thì giờ đây thời giờ có hạn, là chúng tôi trình bày khái niệm của hai con đồng đạo đến đây xin hết. Dạ thôi.
Thì căn cứ theo cái phần quyết định của ban tổ chức thì chúng tôi thời giờ đảm trách đến đây cũng đã hết rồi. Và trước khi giải biệt một lần nữa cho chúng tôi có đôi lời. Để thưa chú cô bác anh chị em, hiện nay đó cái số vô thường của con người không hẹn, cho nên thầy dùng cái danh từ là ai mà biết đặng ngày mai, cái ngày nay yên tĩnh nhưng mà cái ngày mai thảm sầu. Cái thảm sầu đó không phải là giặc giả chiến tranh lao binh khói lửa cô bác anh chị em, mà là vô thường nó tới cho mình đó cô bác, vô thường nó tới cho mình đó. Cho nên từ đó hôm nay đó tôi nói thường nói cho cô bác anh chị em, một năm năm nay mình gặp lại như vậy nha, nhưng mà chưa chắc là qua năm mình gặp lại như vậy đâu. Bởi vì hiện nay đó cô bác anh chị em biết là địa phương xã nhà chúng tôi là cái ngày mùng 1 đó, từ 30 bước qua mùng 1 đó đã chết như vậy, từ mùng 1 đến ngày mùng 3 là 3 người đó, tức là 3 người tại xã tôi chết một lượt một đó. Chứ không phải thường đâu. Thành ra cái sự nó diêm dương chú định tâm canh tử, định bất lưu nhân đóng ngũ canh, nghĩa là diêm dương nhất định canh ba chết thì quyết chẳng để người đến canh năm. Cho nên vợ hầu con cổ ruộng vườn ơi, sáu món lâm chung để lại đời, quỷ dắt linh hồn không thể độ, tu hành cho kịp lúc còn hơi. Còn có hơi thở chúng ta ráng tu cô bác anh chị em. Cho nên thầy dạy cái châu là hãy ráng tu đằng mà chết, đừng để đó chết, chết đến mà chẳng có tu là vậy đó. Cho nên muốn tu thì sớm điệu toan, vô thường chẳng đợi, thời gian chẳng chờ. Cho nên giờ đây chúng ta ráng tu thì phải tu ngay trong lúc thế giờ. Đó, mùi đạo diệu chúng dân đáng kiếm, trễ thời kỳ khó gặp đặng ta, qua một thời kỳ một vị Phật chúng ta không thể gặp lại được đâu. Đó, cho nên để sau đến việc cả tư rồi tu sao kịp chiều mơ cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chữ cành là đạo đó, cái từ ngữ của nó vậy đó, thành là đạo. Chẳng lo đậu lại cho sành gió mua, cho đậu lại chúng ta dừng lại, phải không cô bác anh dừng lại. Cho nên công danh lợi xa trời giống Phật, đường Tây Phương tích vật khó đi, cái đường về Tây Phương chúng ta mà vật chất nhiều đi không được đó cô bác anh em. Còn đốt bình giáo chủ cũng dạy lời lành mắt lấp tai ngơ, đua theo vật chất thì hận hờ đằng tiên, hổ sâu nghe hả tình dục lại nghe kiền, kiền cho ở đến lúc chống khiên quan tài. Cho nên đã làm nhân một kiếp không yên, đến nhắm mắt xúm khiên dập bỏ, làm ngồi không lồi ta khiên ra lòng ta bỏ chứ sao đó. Cho nên vì vậy đó thôi, thời giờ có hạn, vậy thì trước kia giải biệt cô bác anh chị em nhớ lại một lòng là đức thầy nói cái người xem kinh đọc giảng làm ơn mình phải sửa tánh răng lòng, phải không cô bác anh chị em? Nếu xem kinh đọc giảng mà không sửa tánh răng lòng để mà chừa những thói hư tật xấu của mình đó thì trước biết chừng nào chúng ta gặp lại đức thầy tôn kính, những thói hư tật xấu phải răng chừa, sao sẽ thấy người xưa tường tận mắt mà. Cho nên đức thầy cũng dạy nó vấn đề là nghĩa là ra đời giả dỗ anh em xem qua ít bận sáng đem vào lòng, xem kinh xem giảng làm ơn đem vô bên trong để sửa tánh răng lòng. Cho nên ông Ba Thớ viết ra 20 câu, nói chi cho mệt thao hơi, nói hoài cũng vậy bỏ rơi tiêu trần, cho nên phải nói nhiều lần. Chẳng tin mà cãi cõi trần tiêu tan, nghe mà chẳng bỏ tham gian. Có nghe kinh nghe giảng nhưng mà cái tham với cái gian không chịu bỏ. Nghe mà làm dữ chẳng an người nào, nghe mà chẳng bỏ hỗn hào, nghe mà chửi lộn hào, nghe chi. Nghe mà không giả từ bi, nghe mà còn nhớ sân si làm gì, nghe mà uống rượu ly bì, nghe mà chọc gái làm gì nên trai. Nghe mà mẹ nói đôi hai, nghe bà bài bạc gái trai luôn tồn. Cho nên Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời, để sau đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thờ chưa tin. Thưa quý vị, thời giờ có hạn, vậy thì trước khi giả biệt một lần nữa, trong cái ngày xưng tới đây, tức là rằm tháng giêng cũng sắp tới rồi, chỉ còn có 3 ngày nữa thôi, và trong thềm xuân mới của tháng giêng, và chúng tôi xin đại diện cho điện phương gia nhà và đoàn chân thành chúc đến cô bác anh chị em và gia đình lời an khang thịnh vượng, và đồng thời chúng ta tinh tấn tu hành để chờ đợi ngày kia có đức thầy trở góp trong miền Nam đất Việt chúng ta hạnh hưởng, hầu qua mau chân bước đến Long Quái hội chầu Phật hòa vui cõi đại đồng. Và đến đây chúng tôi chấm dừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.